chào khách hàng của mình. Bây giờ đã là gần 22 giờ đêm tại Bay Coffee và rất vui được gặp một khách hàng quen thuộc hầu như là hàng đêm của Bay Coffee là Hạ, đúng không? Anh có thể giới thiệu tên của anh và anh đang cầm trên tay đồ uống gì? Dũng, ở gần Bay Coffee, cũng vô tình thôi vì lâu nay cũng bỏ cà phê lâu lắm rồi, nhưng mà cũng tự nhiên uống lại thấy ngon và uống phải có quán, tùy quán uống ngon thì hay quá, uống ở đây thì lại rất là hợp khẩu vị, uống lại không đường mà uống lại hai bữa tối ra thì uống xong thì vẫn làm việc nhưng mà sáng vẫn đi làm đường thì nó chỉ là nghiện cà phê thôi, thì uống thôi, bỏ cũng lâu rồi nhưng mà bỏ có khi phải chục năm đấy. Hay uống chè, dạo này chuyển sang cà phê. Đấy, cái này là phải wow đúng không? Gần 10 giờ đêm mà vẫn uống cà phê đen đá không đường, tối lại về làm thêm ấm trà đặc nữa vì đặc thù đây là dân IT. Rồi, thế hôm nào sẽ xin một cái bí quyết để chia sẻ cho các anh em khách hàng có thể có vì làm thế nào để có thể làm được điều đấy mà lại có cơ thể này, xong rồi có nước da trắng sáng như thế này. Ok, cảm ơn nhé. Rồi, hy vọng là sẽ luôn luôn ủng hộ cho Bay Coffee, chúc công việc của bạn luôn thành công. Cảm ơn anh.